tới phiên ăn mì. Ăn mì xong rồi cắn cái này tiếp. Cắn được nữa nha. Xin chào bác Hai đi. Chào bác Hai đi. Xin chào bác Hai. Con tên là. Con tên gì? Rất quen. Rất quen. Con đang ăn gì đó? Con đang ăn gì? Để mẹ cho miếng nước vô nha. Ngon đúng không? Hải sản ngon. Hả? Ngon không? Thích không? Thích hả? Có cho bác Hai ăn không? Không hả? Cho bác Hai ăn miếng. Mình đi ăn chứ ăn. Mẹ ba con nữa hả? Có bác Hai không? Ăn miếng thôi. Hả? Ăn không thích cái đó hả? Cay đúng không? Rồi, thế rồi. Đâu đâu rộng bằng phòng dưới. Dưới rộng bằng cái bàn á, nó rộng rãi hơn. Xin chào. Xin chào, Robin tên là Đức Nguyên. Robin ăn mì u đông. Trời ơi, giỏi quá bà ơi. Bên ăn một mình luôn mà bên cũng không có cốc kè, bên cũng không có đặt đổ ra ngoài đâu, giỏi quá ha. Đi số 2 nước không?
Đúng rồi, vẫn còn hôm số 3 hả? Số 3 nó ít nướng hơn. Sợ. Không, tùy người múc. Cái anh này múc nhiều nhiều quá trời múc. Ơi, xích cái ghế sát luôn rồi. Phần đó em ăn non. Nhiều. Đúng rồi, có 6 chín rồi. Nó kêu mất cũng nữa. Phải mất. Mày thêm mì. Mày thêm mì nha. Cá mì pin thế nè. Quá. Còn bự luôn. Xem mì dễ gắt. Bự luôn. Nó lên chén pin luôn. Nữa. Được rồi, đừng múc nước đó. Dính lên cái thằng đó một cái. Bye bye bắt hai. Làm tay đàng hoàng.